không? Không ai. Nguyên cắt luôn, không có tẩy, không có chấm gì hết. Rồi cưng vô cưng coi là cưng thấy mà chị là cưng biết liền luôn á. Chị kêu đó rồi ta. Tao nói bả chốt đơn, cứ hỏi hoài. Bả bán thêm gì hả cưng? Bán nướng. Có nem nướng vậy. À. Nghĩa là mình thông báo, mà. Mình thông báo trước trên đó. Dạ, người ta thấy người ta đặt. Dạ. Ơi lấy quạt cái, quạt mạnh lên cái. Đặt em lấy mạnh mạnh lên. Khổ lùi lên. Ừ cho nó bay hết khói luôn để không ai khói không. Ủa lên luôn. Ơi thấy chị đẹp không? Có cái ngáp gì không? Nhức nát liền. Quay này không sợ, quay vô đây sợ. Ừ cái này mới ghê chứ cái này không ghê lắm. Này tháo cục gạch đi. Tháo cục gạch nó vẫn nóng. Không, chị tháo nó chín áp á. Nó không nhóm nhiều. Nhưng mà nó chín áp chị hiểu không? Chín vậy nó ngon hơn. Mà lâu quá. Nhưng mà nó ngon chị hiểu không? Cái kia chín áp lắm. Chị hiểu không rồi? Em liệu của chị hiểu không luôn hả? Cứ nói gì cái chị hiểu không à. Mấy cục này chín rồi nè, lấy xuống hết đi. Vậy chưa? Ừ, đây chín rồi. Cái này nó đâu có thịt nhiều đâu. Trời ơi. Để con ngồi đổ ơi sao khó dữ vậy. Đây sư thôi mời nhân ảnh. Có đậm đà. Ừ ngồi đó cười đi. Ngồi đó cười đi gần họ có ăn. Trời ơi con Bi đi theo mà có khi nào nó làm đâu chị. Đây mày mở lên tao coi rõ không. Coi gì? Coi cái cây. Ừ tự lai tự coi luôn vậy. Hiểu không? À, từ đây từ đây. Được. Đâu? Hả? Đâu? Con coi. Con chị coi. Được không? Ngon quá. Nãy chị kêu uống thêm rồi. Uống thêm bò, sữa bò hả chị? Bỏ vô thêm hả chị? Rồi xong rồi chết. Có gì mệt mỏi vậy? Hả? Đâu có gì. Không xả, không biết nào luôn. Vậy cưng làm nước mắm, nước chấm. Cưng chắc nhỏ hơn Tiền. Dạ em nhỏ hơn chị Tiền 20 tuổi vậy. Gần xong hết chưa cưng? Dạ chắc xong rồi, mới chắc xong rồi, nướng tí xíu nữa xong rồi. Áo nực áo nực ngân là áo gì? Em mặc áo nào vậy phải á? Ngân là cái gì? Là vậy phải á. Mà cái kiểu như rút quá. Ừ. Không có dây á. Mà cái áo của em thường hay mặc á. Ừ. Không có gì hết trơn á. Không có hả? Ờ, kỳ vậy chị. Kỳ dạ. Đợt nó mặc tàu biểu cầm á. Còn hết rồi. Ừ, còn hao quá trời luôn. Đâu. Vậy hồi nãy sợ. Nãy có đốt than nữa không? Có. Chị. Thường mình làm nhà mà mấy cái khúc này sao mình hay còn coi chi tấm đèn. Ừ đúng rồi. Với lại mưa này kia, gió này kia nó cũng không có xấu vậy. Này là tại tôi nói đồ ăn đồ nướng nè. Tính là ăn để ăn thử coi trong tủ thôi. Chứ vừa ăn lắm, nãy hay thử rồi. Ngon lắm chị. Thôi. Giống không em cà bì sao? Em cà bì sao? Sao? Trời ơi nó nhức hai cái này. Cái tên gì quên này. Nó khoái là khoái dữ lắm á hả? Mà nó diện tục nhưng mà nó duyên chị. Ừ. Em thích mà khúc vậy? Sau này sửa lại đẹp ghê ha. Ừ. Nó nói mà không công nhận mình, lúc chưa sửa mình thôi. Nét đẹp đâu mình thấy. Cái mũi nó mới sửa thì bị treo quá trời tại chưa gom. Chuyện á. Chưa có gom. Mũi nó từ từ mới gom. Thôi nghe nó. Ê nó đập ngực gì vậy? Nó có làm ngực mà. Nó làm ngực lúc nó chưa. Nó làm cái ngực nó làm lúc nó mới livestream rồi. Ý là trước lúc đó là nó đã có ngực rồi á. Mà he he vậy. Rồi nó like mà mình cuốn luôn á. Lúc đó là mới. Cuốn theo nghe cái cách nói chuyện của nó. Chị ơi, kem xài trắng không chị? Mày mua mày xài đi. Mày đừng có hỏi em nha. Xài mà không trắng á mày đem xuống đây. Mày ngắt cái lồn tao. Quỷ đi. Mà nó nói chuyện cô quỷ đó nó nói chuyện đúng tỉnh luôn á. Nó tục quá mà nói nhưng mà nó vui dễ thương. Nó lia lịa nhìn thiên nhân vậy. Nó không dám. Mà sao có nhiều người thì cái đầu cái não chạy nhảy số nhanh thiệt luôn á. Nhiều khi có nhiều người nói á mình cái đầu mình nhảy số không kịp luôn á. Mày nói không dắt chữ nữa. Mà nói hay nữa. Nó là giống như nấu
kiểu như cái đó là ông trời đã sinh cho mình cái miệng hả? Có ai ông trời sinh không cho? Mệt quá à. Ý là cái miệng để duyên dáng vậy số người có em cái đó phát biểu một câu rồi nhẹ nhất nắp liền. Người ta em có miệng nha, những miệng ta kiếm còn cái thôi, người có hai miệng lận đó em. Em giỡn hoài hai cái miệng, miệng trên miệng dưới. Em đi hưởng nghe hay nghe người ta nói là lấy miệng dưới nuôi miệng trên. Đúng rồi. Cái miệng dưới nó ăn còn dữ hơn cái miệng trên nữa đó. Vô nó ăn toàn nhà lào xe hơi kim cương hột sòn không đó. Bớt biểu mày ơi. Thì mình nói thôi chứ mình đâu có nói gì đâu. Mình nói nó vậy đó. Đi đâu mà đi trang. Tới phút đó làm rè rè chửi không chừng luôn á. Té rồi chứ. Té em chọc ra cho nghe. Nãy giờ Vi ngồi trong ngoài chân ngồi vậy. Ừ, mới mốt chị hai mà chị hai có quay mà có cười chị hai đưa em lên em cười chứ. Chị ghét luôn. Cũng như hiện cười ghê lắm luôn. Hả? Ba bỏ chị quất cái luôn lần đó. Nó vô nó ta mở lên ta sợ giật mình á. Chị gà nuôi dạng lần bán chắc lời lắm. Dạ không, cũng dịch không cũng tùy dịch mình bỏ cho mấy người mua bán ngoài chợ đúng không? Không phải, người ta mua là mua bày luôn á. Dịch này giờ nó nuôi 45 ngày đó nha. Ừ. Thì cũng không nhưng mà cũng tùy cơ. Chứ khi tính bệnh như tính con. Nói chung là nếu mà không có gì thì lời. Nói chung là cái mùa này thì lỗ nhưng mà 1 năm trước thì lời. Đến bán 4-5 trăm ngàn con đó. Dịch qua Sài Gòn bán có giá lắm luôn á. Để mấy cái màn hầu này kêu vô hay chị Kiều làm cái hộp bắt mắt xíu nước trắng nữa. Đi lên đỉnh nó dịch quay liền. Không, dịch quay đỉnh ngon. Nguyễn Trãi mà nghe chú ở đường Bùi Hữu Nghĩa hay gì đó. Ừ. Ở đó bán có tiếng mà. Ở quê mà biết Sài Gòn luôn dữ hả? À, cái chỗ đó ngon giả mang ta ở Sài Gòn mà con Hiền nó không biết. Đúng rồi, tao biết có một chỗ đó. Biết duy nhất một chỗ à. Tân Định. Với lại biết chỗ duy nhất chỗ bán quần áo rồi, không biết nữa. Mấy lần chị Kiều đi Sài Gòn đây ai cũng gầu á, không biết được gì á. Có bà con gì với bà Diễm không? Dạ. Bà Diễm sao? Biết đường từ chỗ làm về nhà, chỗ về nhà đi chỗ làm. Bà Diễm đạo. Ủa mày nói không phải chị bạn đó. Mày nói chi xa vậy? Em qua Bến Tre chạy không biết đường về á. Chạy không biết đường đi Bến Tre, đường Bến Tre không biết đường đi á. Trời ơi sao nói chị. Chị nói chị vậy? Em nói đúng không? Hả? Thì tại vì những cái đường đó không đi với dạ lại mình quên đường. Tại từ đây lên Bến Tre không biết đường về. Ừ đi có một đường nhậu biết đường về chứ thì cái đi mấy cái đó là không biết đường về. Nhậu quên luôn. Thiệt nhậu là không biết đường luôn, còn bình thường tỉnh thì còn nhớ đường cửa không? Còn chạy lạng lạng vòng vòng kiếm. Có chi Sài Gòn chi cho phức tạp, bởi vì đi bển là ngủ Bi theo là ai. Ông cũng Bi là trùm Bến Tre rồi. Bây giờ trùm Bến Tre hỏi đâu cũng biết. Hôm bữa từ Ba Giác cái chở đi đường tới Sài Gòn. Đi đường rừng mà đường nhỏ xíu. Ừ, nó hay lắm, hẻm hóc nào không. Ừ. Cái hẻm hóc cái ngõ nào nó không biết hết á. Bây giờ thì phải nói là tài nhất cái lùm nó bao nhiêu tài nhất á. Không có ai mà qua ăn Bi được thì Bi nó giỏi từ A tới Z, từ là đồ ăn là hang nấu cơm rồi. Là hang cái gì cũng biết trơn. Mọi thứ hết. Đúng rồi. Thôi người đừng khen mắc cả video à. Gì cũng biết trơn. À ở đây thì cái Bến Tre này không ai mà nó không biết trơn. Ừ. Mặt mũi cái hay biết nó được cái hiền. Đây là thằng đá nè. Ừ. Đã đi tới số. Nên thanh tĩnh quá. Ấy hai mình còn chơi à. Ồ vậy chứ mấy đứa nhà nó gì. Xanh mà ông bà có tiếng. Cái thằng đi. Dậy lên. Rồi vô ăn đi tè bị đi. Bây giờ mất cỡ chứ. Mất cỡ.
Không phải chị cưng đâu. Kiểu không phải cưng đâu. Cảm ơn chị. Mời mọi người thực phàm nha. Thực phàm. Ủa gì sáu đâu chị, gì sáu anh chị. Xe xe anh chị nha. Hai ngày hôm nay nha. Rồi. Có gì đâu. Chị nào rảnh rảnh cái chạy vô đây tiện làm đồ cho ăn. Dạ mai em ra nữa. Mi chứ ai chứ Bi không có ngại đâu. À chị. Ê, mình nghe này chụp hình cái gì? Chụp hình cái gì? Chụp đẹp chụp chụp nha, chụp đậm, chụp qua bên qua hả? Hả? Còn chỉnh lại nữa, mình còn chỉnh lại nữa. Ủa? Lại nha. Rồi. Hai ăn luôn hai ơi. Ờ ăn hai cân. Dạ. Bảy dạ. Cái con này con gì ta? Con gì? Những chú hả, chú hở xinh xắn. Thở tôi thở hư hỏng đi. Vì con thở hư hỏng. Hư luôn. Đây đưa bé Út cho, kêu bé Út. Đưa lại chị kiếm. Út về. Về đã về. Rồi. Vậy hồi đầu mùa luôn. Cái gì đâu rồi? Hả? Trời ơi, yêu quá tới quá trời rồi mọi người ơi. Rồi. Trời ơi, sao ai đẹp dữ vậy? Chị, chị. Trời em tưởng đẹp y như cái hình luôn. Vô, vô, vô. Trời ơi, chị, chụp hoài luôn. Chụp bút nó chụp đi. Nhưng mà hồi dính chị nữa. Thì ăn chụp trước đi, mấy đứa làm kỹ chụp trước đi. Trời ơi, ở sai có màu hồng đó, mình em màu đen đẹp nữa. Quá rồi. Chụp lên mạng người ta chửi chết. Trời ơi, xịn không? Chưa. Ăn đi vậy. Trời kệ nó. Kệ ăn đi. Đâu ăn mình kỹ. Trời. Ai hai hồi hai lấy cái hình này để cái ảnh tè hết rồi. Được không? Chị kẹo vô. Dạ. Được không? Trời ơi cái áp đẹp lắm hay. Trời áp đẹp dữ lắm, vô đi chụp đi. Áp đẹp kinh khủng. Ồ, tao không dám chụp luôn á. Chị hai vô tắm luôn chị hai. Thôi. Chị hai vô luôn chị hai. Cởi áo khoác ra. Để em cởi áo khoác vô. Nếu mình em lạc lòi chứ. Hello. Kỳ quá. Được rồi. Được rồi. Cởi áo khoác hả? Dạ, cởi ra đi. Hai tâm ý áp đẩy tắm tươi hai vô thôi không tính em. Để áo khoác luôn. Rồi. Ấy cái mỏ của chị đâu thôi là mỏ chị lần nữa hả? Để họ vô sân môi vậy. Yeah. Quá đẹp rồi, luôn, quá tuyệt vời. Đây hỏi tắt mưa mọi người ơi. Ở xong mày dẫn xe tao vô vô. Đi lộn. Chị bên cầm qua đó, chở bánh không. Hai tôi chơi hà. Vô chị Quyên. Bên đây qua nó không ăn lẹ. Sáng bằng nè. Em đâu? Ăn với chị. Nó lẹ đi vậy. Nhưng mà nó không có sáng bằng hiểu không? Chị gì chị? Chị thấy hay gì không? Chụp phàm nha mọi người. Hai ăn luôn chị à. Ăn đi cưng. Dạ. Chị ăn. Ừ, đầu tiên à. Mà mình cuốn rau nè. Đó đó. Rồi mày hả mày. Cuốn rau nè. Bỏ miếng này vô nè. Không. Tạc tạc. Kệ đi. Mà tắm mưa mà. Rồi đồ đâu bận về. Thôi mà. Không. Mình đứng khi nào cho ráo rồi mình về. Tắm đi rồi cái ngồi chứ làm gì không? Nó cho nó mua cho cái áo mưa mũ á. Mà nó mưa vậy không có cái cho mặc gì đó. Để mà có tốt. Đây mình cuốn nha. Đây hả? Để đây. Nè mọi người coi cái mỏ Lê Dương Bảo Lâm nè. Rồi. À, cái này cái chao nãy không có ớt nha, ăn hết. Ừ. Làm chi? Thánh khoái. Em Lương Dương Bảo Hiền, em có Lương Dương Bảo Lâm mà chị. Tạc không cưng, tạc thì sụt lui là đắng. Được rồi, được rồi. Vậy
cháo mát. Không mà chị ăn một cuộn đi vô họng á, nó hòa quyện nè, cái mùi cái vị của nó là nó ngọt ngọt. Hên nè, hên là nãy mình nướng xong cái là vô là tại mưa đó. Dạ. Nhức nách lên. Mình nói chuyện giống như chị Lê Giang cộng với Lê Dương Bố Lâm. Ăn mà hôn thương coi như mình mặt mày không. Có mùa dịch hả chị? Dịch năm nay nhiều kỷ niệm quá ha. Mà chị không về chứ không ngày cũng có vui gì đâu. Không có mà tụ họp đâu. Ngày dịch mấy đứa sống tình chị em. Đúng rồi. Ủa? Chứ không là bà béo đỏ mận tên Sài Gòn hả? Dạ. Vậy mà chị tưởng là Sài Gòn, Sài chứ. Gòn luôn. Em ở lại em có ngày nhưng mà em đi làm trễ. Trời ơi. Mưa lớn rồi, chắc phải lên vô quá. Thiệt á, không chạy. Phục lôi đi nè, phục lôi đi. Mình buồn chén rồi.